lại có thêm khả năng tiếp cận, và tôi lại thấy tính mạng của Đốc Đam trong bán thi đấu ngoài đàng không được đảm bảo. Cho dù có phân chia thiên hà đi chăng nữa thì cái tuyệt mệnh biến từ Yone nó vẫn cứ là một cái đoạt mệnh của Yone, thì chính xác hơn nó vẫn là một kỹ năng quá khó chịu, kết hợp cùng với những pha giữ chân từ tầm xa từ Nautilus, thêm cả kén nhẹ một cấu máu tiền giao tranh tới từ dây, thì đây lại là một trận đấu nữa mà Đốc Đam cần phải chơi một cách vô cùng cẩn trọng. Anh ta đã quyết định lựa chọn tốc thành dành cho các buổi chờ thứ hai cùng với tốc biến, và điều đấy sẽ khiến cho Barrow phải cầm thêm cái hồi máu dành cho bản thân mình khi đối đầu cùng với Yone. Bản thân cái kỹ năng cú điện tàn khốc của anh ta rất dễ để có thể bị né, và trong thời gian anh ta vận cú điện tàn khốc, đối phương có thể sử dụng xuất hồn lướt sang một góc độ khác và gây sát thương thẳng mặt vào một con sen là còn đang đứng yên tụ tụ mà không cần phải hứng chịu bất cứ một nguồn sát thương hiệu ứng nào tới từ chính cái cú điện tàn khốc này. Còn trong khi đó thì cá nhân của Closer không phải là đầu tiên anh ta đem ra dây trong khổ của LCK mùa xuân 2023, và sự chắc chắn đến từ con dây của Closer cũng là thứ đã được đảm bảo. Để xem là ván thi đấu này thì anh ta có thể xanh cũng như là thể hiện khả năng cầu máu tốt giống như là Budon đã làm ở trong trận thi đấu trước hay không mà thôi. Thì cặp đôi của Lee Smok đã chủ động lùi về khá xa khỏi cái tầm ảnh hưởng của con Zeri, và Zeri của lúc nào đang tiến vào anh ta bị dính với tình huống làm choáng, và cấp độ 2 thì anh ta tăng vào nhanh như điện. Đó là tình huống di chuyển vào để lấy thông tin đến từ cặp đôi đường dưới của DX, tránh một tình huống người chơi rừng đối phương sẽ tấn công, nhưng khi trở về khu vực đường dưới họ đang phải đi qua bụi cỏ đầy chết chóc này. Đối phương bỏ rừng để xuống tấn công và kém nhẹ chuẩn xác, không có thanh tẩy được Đốc Đàm. Anh ta dùng hai phép bổ trợ của mình là tốc biến cùng với tốc hành để rút lui, và tốc biến đấm quy tốt đến từ Croco, nhưng phía sau là Closer đang đến, tốc biến lên chỉ thiên không được khi bị trói lại. Đòn đánh tay đến từ Kèo lại không đủ sát thương và Closer đang gặp nguy hiểm về mặt tính mạng, và đó là pha lao lên Kèo lấy chiến công đầu, bỏ lại một mạng phía sau dành cho các thành viên phía của DX, đó chính là Closer. Xạ thủ của Lismok là Envy đang bận farm lính tại khu vực đường dưới, anh ta đang di chuyển vào với một cái pháo trọng trường, và điều đó khiến cho bên phía của DX tạm thời ngừng lại pha tấn công của mình. 1-1 đến tất cả hai bên. Cánh dưới thì tận dụng đợt đẩy đến từ cặp đôi đường dưới, Wheeler đang tiến vào để kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu này, một mục tiêu mà Croco có lẽ sẽ cần phải cân nhắc bỏ vì chất tướng lúc này vẫn đang nghiêng quá nhiều về Lismok. Rất may là con rồng đầu tiên trong ván thi đấu này cũng chỉ là một con rồng gió mà thôi, cũng không phải là quá giá trị. Những cái thành viên đội tuyển DX muốn chơi, và người đang tiến ra là Barrow, một pha nhanh như điện từ Đốc Đam để né khỏi phóng bỏ nèo. Dây của Closer là người chủ động di chuyển, câu sấm tốt tới từ Closer và Asia đến từ ngang hồng. Barrow là người gặp nguy hiểm, Maokai phải nằm xuống, không còn ai tranh chấp trừng phạt nữa cả. Closer ép góc rất tốt cặp đôi đường dưới về, một pha chỉ thiên trúng hai người, và sau đó là một tình huống đẩy nhẹ Barrow ra phía bên ngoài để có thể chiếm về thêm được những ưu thế. Rồng đầu tiên trong bán thi đấu đã có, và đó là tình huống quá dướn khi Maokai không còn tốc biến, quyết định là kích hoạt hạt thông nổ để tiếp cận xuống vực hang rồng. Đúng là một khu vực đầy chết chóc dành cho một con Maokai thiếu đi sự cơ động và cái sự nhỉnh hơn về lượng máu có được. Nên cặp đôi đường dưới đã đẩy lùi thành công được Coco, Budon tiếp cận khu đường trên với pháo đoạt mệnh không đủ tầm, còn khu đường dưới vẫn đã thấy kiểm soát triệt để. Thậm chí là dây của Closer, anh ta cũng đã di chuyển xuống đây với một dao hung tàn được bổ sung sau khi hoàn thành xong một dây thủy ngân. Quyền lực tự nhiên là thứ được kích hoạt, ai che, thanh tẩy che. Envy chủ động đưa tấm thân của mình ra, và các thành viên đội tuyển Liên Xô cũng rút lui về một cách tương đối nhanh chóng. Nhưng bây giờ Envy là người đã bị giữ chân, tốc biến qua phía bên kia bờ tường, người đã bị giữ chân lại hiện tại là Croco, và Croco vẫn sống và chiến thắng quá đẹp. Đó là một dành cho Zeri, Zeri vẫn còn nhanh điện đuổi theo, double kill đã có dành cho Zeri, tốc biến lên triple kill, triple kill là thương ngay trước mặt. Và Quadra thì hơi khó vì Ruler đã thoát về tương đối xa với dạng nhện của mình. Đó là xung kích bỏng cháy và giữ chân thành công của đối thủ, nhưng không có thêm những tình huống truy đuổi thêm. Xin lỗi các bạn, đó là xung điện cao thế thì đúng hơn. Có lẽ Buda biết rằng Rascal đã không còn chiêu cuối nữa, vì người chơi đường trên bên phía của DX vừa dùng chiêu cuối để tiếp cận được lính khu đường trên, nên anh ta mới tự tin Odin như vừa rồi. Nhưng lượng sát thương tại thời điểm này chặt vào một con Saiyan gần đó máu thì thật khó để Budon có thể hướng tới một pha solo kill. Chỉ là anh ta ép máu đối phương thấp để có được lợi thế đi đường nhỉnh hơn mà thôi. Phân chia thiên hạ mắc tầm đến từ vị trí của Fate, đẩy đối phương về hướng của Croco. Những Croco Đốc Đam liệu có đó được hay không? Đây Đốc Đam lao lên với điện đạt đỉnh điểm, và anh ta gây rất nhiều sát thương vào người đối phương. Chiêu cuối của Croco vẫn dính vào người của Closer, và người chơi đứng giữa của Lismok đã phải lên bảng mạng hạ gục dành cho Fate. Đó là một tình huống mới chuyển sang dạng nhện, và cũng không có kén nhện để có thể cover dành cho Closer sau một pha nhanh như điện. Ván thi đấu trước, những tình huống nhanh như điện của Đốc Đam cũng đạt được tầm xa như thế này, nhưng sự hiệu quả rõ ràng là bằng con số 0, thậm chí là con số âm khi anh ta phải đầu tư thêm tốc biến. Bây giờ thì Budon ở một thế khó thật sự. Lại là nhanh tiếp cận, và lần này không còn đoạt mệnh. Budon chạy đi đâu, anh ta cũng không kịp thời lấy lốc, và điểm cuối cùng thuộc về Maokai. Maokai đang tương đối xanh, anh ta đã hoàn thành xong trang bị đầu tiên với một cái mũ trụ nguyền rủa cùng với giày khai sáng Iona, và anh ta tiếp tục có thêm được cái điểm bảo gục. Một ván thi đấu mà Croco đang thể hiện cái giá trị bản thân mình lớn hơn so với những gì mà Elise của Wheeler có thể làm, và sứ giả được thả ra khu đường giữa cùng với nguồn sát thương và xẻ tay dài tới từ cặp đôi Zeri Lulu, thì trụ một nó sẽ bị bóc ngay mà thôi.
Cuối cùng thì lượng tiền đến từ trụ một khu đường trên cũng thuộc về Rascal khi anh ta chưa thực sự có một tình huống bấm bê về nhà, và trụ một ở khu đường dưới cũng đã đem về nguồn kinh tế đáng kể dành cho Asia trong tay của Fed. Rất nhiều chủ lực xanh và một con chống chịu cũng đang có được tốc độ tăng tiến trang bị tương đối nhanh. Sau khi hoàn thành xong team băng thì quả thực những pha tiếp cận tới từ Rascal sẽ đem lại quá nhiều khó khăn và hạn chế đi rất nhiều nguồn sát thương được gây ra bởi Budon, bởi Closer và bởi cả con Aphelios nằm trong tay của Envy nữa. Tình huống xuất hồn ra với mục đích chắc là để tìm kiếm thông tin tới từ Budon mà thôi. Ván thi đấu này thì cánh đẩy lẻ đang không có ưu thế, Closer không hề mạnh hơn so với ASEAN nếu như không muốn nói rằng đang yếu hơn. Còn khu đường trên thì mặc dù Budon vẫn đang đảm bảo về lượng farm, nhưng tốc độ gia tăng khả năng chống chịu tới từ Rascal cũng là quá nhanh để khiến cho những pha Onin tới từ Budon có thể tạo ra được sự uy hiếp. Nhưng ta thấy thì một tình huống xuất hồn và tiếp cận tới từ Budon, máu anh ta là người mất đi nhiều hơn so với những gì mà Rascal cần phải đầu tư, và vẫn là một thế đẩy lính tốt dành cho người chơi đường trên đến từ bên phía của DX. DX đã kiểm soát rất tốt tầm nhìn trong phần rừng của đối thủ, tiếp tục gia tăng cái khoảng cách chênh lệch về lượng tiền, bây giờ đang là con số 3.000 và lại là phần chi tiền hàng có người đón, và người đón hiện tại lại là Độc Đàm. Điểm gục thứ tư dành cho xạ thủ đến từ bên phía của DX, và dưới bấm B về nhà chúng ta thấy rằng anh ta sẽ hoàn thành xong đoàn đá Navori trước thêm giao tranh rồng. Đó sẽ là một cái vòng bọc thích nghi để tiếp tục gia tăng sự cứng cáp. Còn Độc Đàm thì bây giờ đang muốn truy đuổi, đang muốn có điểm solo kill. Anh ta kích luôn đi là đỉnh điểm, nhưng đối phương đang trả sát thương quá rát và có luôn cả chiêu cuối anh chăng dẫn lối. Envy là người có được ưu thế, nhưng Envy bị đánh giạt ra khỏi khu đường giữa. Người tiếp cận anh ta hiện tại đang là Sion, và đó là chiêu cuối mà khả năng cự có thêm làm chậm. Cú đệ tàn khốc vẫn chưa được bùng ra và nó có hất tung. Phần chiến đạn đẩy văng được một người về, đó là Budon. Budon đang bị một cái góc tường, một góc này quá khó chịu. Budon đầu tư luôn chiêu cuối của mình để thoát đi. Ở thời điểm phút thứ 23, anh ta có được cho mình 248 chỉ số lính. Nhìn lại phía bên kia, Sion trong tay của Rascal cũng đang không farm tệ một chút xíu nào cả. Và thậm chí anh ta cũng chưa muốn hướng tới trang bị thần thoại nữa, và anh ta đang muốn hướng tới một cái giáp gai vừa hạn chế khả năng hồi phục của đối phương và vừa gia tăng thêm độ cứng cáp dành cho bản thân mình. Nguồn sát thương phép đồng ý là có tới từ Elise, nhưng Elise chỉ gây sát thương đơn mục tiêu là khỏe mà thôi. Và nếu như tấn công thẳng vào Sion thì không biết bao giờ mới có thể hạ gục, với lượng máu được stack bằng lò luyện hồn sau khi trải qua 224 lượng chỉ số lính farm được đến từ con sàn đường trên cổ. Nếu như có thêm 3 dòng đất nữa thì thực sự cái lượng chống chịu đến từ Sion sẽ là vô cùng khủng khiếp. Và đây là tình huống dồn tất cả mọi thứ vào người Croco, có khổng lồ hóa Croco vẫn sống, người đập xuống là Elise của Willer. Phân chia ra đẩy Budon ra, Budon thu hồn lại và bỏ lại những đồng đội phía sau. Đồng đội của anh ta là Keo cũng đã mất đi tương đối nhiều máu, nhưng may là anh ta chưa phải lên bảng đếm số. Pha bắt lẻ thất bại đến từ Lissabox cho thấy được sức chống chịu đội hình bên phía của DX lúc này là tốt đến như thế nào. Mặc dù là một con Maokai không thuần chống chịu, nhưng có thêm khổng lồ hóa thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với những pha tiếp cận và đánh sát đến từ bên phía các thành viên đội tuyển Lissabox đều là những pha tiếp cận với sải tay ngắn tới từ Budon, chuyển dạng nhện tới từ Willer và thêm cả Closer với cái dạng búa của mình nữa. Một lựa chọn đường trên thông minh đến từ Rascal, anh ta là người bị móc lại bởi cú móc đến từ vị trí của Kaya. Pha lao vào đến từ vị trí của Budon, ta bị đẩy ra bởi phân chi thân hạ, anh ta bắt buộc phải thu hồn về. Và lượng sát thương trả lại đến từ bên phía của DX đã đủ để có thể đẩy lùi đối phương ra. Họ chưa muốn hướng tới đường lý sơ cấp tại khu vực đường giữa, họ đang muốn ăn thêm trụ tại khu vực đường dưới. Rascal bấm B về với việc anh ta vừa mất đi khoảng chừng nửa cây máu, và liệu rằng anh ta có muốn dịch chuyển trở lại không? Này anh ta dịch chuyển ngay lập tức vào con lính để giữ lính lại. Fate cũng đang bấm B về để có thể dịch chuyển trở lại, và họ đang nhờ khả năng chống chịu của Rascal để tấn công lấy đi trụ ba khu vực đường dưới đối phương và mở ra hai đường lý sơ cấp dành cho bên phía của DX. Họ tràn thẳng vào với trụ cuối của Rascal, họ tấn công hất tung thành công được Kael lên. Kael không còn tốc biến, anh ta nằm xuống với cú trừng phạt đến từ Croco, và sau đó tới lượt Budon cũng đang phải bỏ chạy vào khu Q3 của mình. Hai đường lý sơ cấp thậm chí có thể nghĩ xa hơn là chuyện kết thúc ván thi đấu này. Một vật thực sự, một con Sion không thể chống đỡ nổi đến từ Rascal, tiếp tục càn lên tuyến trên và chấp sát tư từ trụ để ngăn cản các thành viên đội tuyển Lissabox có thể lao vào tuyến sau đến từ bên phía của DRX. Team băng thực sự là món trang bị đem lại giá trị quá cao trong ván thi đấu này, với những chủ lực sát thương vật lý đến từ bên phía các thành viên đội tuyển Lissabox. Như lần này Rascal đang bị bóc rỡ, anh ta còn đồng hồ ngưng động, anh ta kích đồng hồ và thoát đi an toàn. Trong khi đó Độc Đàm của Fate đang phá đi trụ nhà chính thứ hai. Họ đã biến nhà đối phương thành sân bay thực sự, và con đường tiến thẳng tới chiến thắng trong ván thi đấu này chỉ còn là cái nhà chính mà thôi. Người bị các bạn là Rascal, không sao cả, tôi rất trâu. Tuyến sau có quyền lực tự nhiên trả ngược trở lại. Người bị giữ chân nằm xuống ngay lập tức, đó chính là Nautilus, và có truy đuổi, có tấn công mục tiêu là Envy gặp nguy hiểm. Rascal tràn vào quá sâu, cú đệ tàn khốc, nó thực sự tàn khốc. Envy một máu không thoát được, tốc biến đuổi theo, một đòn đánh tay phân chia ra đẹp đẩy hai người về. Còn một mình Willer làm gì đây? Về hồ máu cũng có nguy cơ phải nằm xuống, sát thương quá nhiều, quét sạch và chiến thắng cân bằng tỷ số 1-1 dành cho DRX.
Một ván thi đấu mà những lựa chọn đến từ bên phía của DX đã tốt hơn so với ván thi đấu đầu tiên. Họ lựa chọn một con sơn khu vực đứng trên và con sơn trong tay của Rascal là một con sơn bất tử ở trong ván thi đấu này. Anh ta tanh tiến trước vô cùng trâu bò và anh ta không hề nằm xuống bất kỳ một lần nào trong ván thi đấu này cả. Trong khi đó những lựa chọn mang thế hướng đánh tấn công sớm như là Elise, như là Yone của Lissabox đã không hề phát huy tác dụng giống như những gì họ toàn tính.